nhận định bóng đá Man City với Sheffield United 22 giờ ngày 30 tháng 1 vòng 21 ngoại hạng Anh, với lợi thế sân nhà lại đang có phong độ cao, Man City chắc chắn không bao giờ muốn đánh rơi những cơ hội quý hơn vàng như trận gặp Sheffield United để củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau màn vùi dập West Brom 5 bàn không gỡ tại The Hawthorn hồi giữa tuần, Man City đã nối dài mạch trận thắng tại Premier League lên con số 7 và tính trên mọi đấu trường là 11, bỏ lại phía sau khởi đầu chậm chạp cùng bộ mặt nhợt nhạt. Nửa xanh thành Manchester đã tìm lại hình ảnh của một đội bóng hủy diệt cũng như chiếm lấy ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Những thay đổi nhỏ của huấn luyện viên Pep Guardiola về mặt chiến thuật cũng như nhân sự đã giúp Man City lột xác. Trong bối cảnh Gabriel Jesus chưa tìm lại phong độ còn Sergio Aguero liên tục vắng mặt, chiến lược gia người Tây Ban Nha mạnh dạn áp dụng đội hình không có một trung phong thực thụ, đồng thời thay đổi vai trò của những tiền vệ để đảm bảo sức công phá của Man City. Đơn cử như Ilkay Gundogan, người đã tự phá thành tích ghi bàn của cá nhân trong một mùa giải khi được Pep khuyến khích dâng cao và tích cực dứt điểm hơn. Joao Cancelo cũng tỏa sáng rực rỡ trong vai trò không khác gì một hậu vệ cánh kiến thiết. Đây chỉ là hai cái tên nổi bật nhất trong dàn sao được Pep nâng cấp. Có cảm giác lúc này Man City là một đội bóng hoàn chỉnh, chẳng phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Sau trận thắng nhọc Aston Villa 2-0, đã xuất hiện không ít lo ngại rằng The Citizens sẽ trượt dốc bởi ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình của họ là Kevin De Bruyne dính chấn thương nghiêm trọng. Thế nhưng màn thể hiện trước West Brom chứng minh rằng họ vẫn sống khỏe khi thiếu tiền vệ người Bỉ. Thử thách thực sự với Man City có chăng sẽ là màn chạm trán nhà đương kim vô địch Liverpool vào ngày 7 tháng 2 tới đây. Tuy vậy, đó là chuyện của tương lai, còn từ giờ cho đến lúc đó, mục tiêu quan trọng nhất của huấn luyện viên Pep Guardiola cùng các học trò là giành 6 điểm trọn vẹn lần lượt trước Sheffield United rồi Burnley. Không khó để mường tượng ra thế trận một chiều tại Etihad giữa đội đang dẫn đầu với đội bét bảng. Đúng là Sheffield United vừa tạo nên cơn địa chấn có thể coi là lớn nhất từ đầu mùa khi vượt qua Man United với tỷ số 2-1 ngay tại Old Trafford, nhưng trước đại diện còn lại của thành Manchester. Rất khó để thầy trò huấn luyện viên Chris Wilder tiếp tục gây sốc. Thực tế thì ngoài niềm tin, Sheffield United chẳng có bất cứ cơ sở nào để hy vọng có điểm trước một Man City đang thăng hoa. Những chiến thắng của Man Xanh được xây dựng trên sự ổn định về mặt phong độ, các vị trí tỏa sáng đồng đều, lối chơi có đường nét rõ ràng cùng thái độ nghiêm túc tập trung ở mọi trận đấu. Bất chấp sự chênh lệch về mặt thứ hạng, Man City vẫn sẽ dành cho Sheffield United sự tôn trọng tối đa như cách họ thể hiện trước mọi đối thủ. Huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ không để học trò có tâm lý tự mãn, chủ quan trong giai đoạn tối quan trọng của mùa giải. Một chiến thắng là mệnh lệnh và đội chủ nhà sẽ biết cách hoàn thành nhiệm vụ để xây chắc vị trí của mình trên đỉnh Premier League. Dự đoán Man City vs Sheffield United 4-0.